Tụi em thì cùng tham gia một chương trình tên là Wisely, một chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, một sáng kiến dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, là do Tổng thống Barack Obama thành lập. Ngay cái lần gặp đầu tiên thì chồng em đã nói với em về những chủ đề rất là nghiêm túc, ví dụ như là về tình hình xã hội này. Nhưng mà thật ra nó lại khá là hợp với cái gu của em. Thủy Tiên khó lắm chị ạ. Thủy Tiên ban đầu cũng không có chấp nhận hết tất cả các cuộc lời mời của mình đâu. Và rất may là chồng em cũng đã rất kiên trì. Cũng mất một khoảng thời gian rất là lâu, sau đó thì Thủy Tiên mới chấp nhận cái lời tỏ tình của mình. Em kiểu vừa bất ngờ mà vừa như kiểu không tin là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra với mình như mơ á chị. Xong rồi mình cứ đi theo cái giấc mơ đấy vậy đó. Cho đến khi hôm nay mà ngồi ở trong trường quay thì em nói là cuối cùng thì mình cũng đã có được một cái trải nghiệm mà Ai Là Triệu Phú là game show đầu tiên mà em thi này. Trước giờ em chưa bao giờ tham gia một game show này. Tôi thấy bạn rất nghiêm túc. Em đúng là một người khó tính. Em sẽ sử dụng quyền trợ giúp đầu tiên là hỏi ý kiến của chồng em. Mời bạn chồng bạn xuống để bạn nắm tay thôi đúng không? Chứ còn là có thể bạn cũng biết câu trả lời rồi đúng không ạ? Hôm trước thì cô vợ đã lên sóng rồi. Cô vợ đã ra về với phần thưởng 14 triệu đồng của chương trình Ai Là Triệu Phú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến gặp gỡ với lại người chồng. Chưa bao giờ thấy một người chơi nào đi thi với áp lực lớn như này. Vợ của mình có nói rằng là cố gắng đạt tới câu số 10. Vâng, mình chứ... thì cứ nói với vợ là thôi đồng vợ đồng chồng. Vâng. Anh thua em tí cũng được nhưng mà cô không nhất quyết không cho. Dạ đúng rồi. Thì sợ nhất là cô bảo là anh muốn làm gì thì làm, cấm cũng được vượt qua cái mức 14 triệu của em. Thế thì dễ. Tiên ơi giúp anh nhé. Tôi sẽ chọn quyền trợ giúp là hỏi ý kiến người đồng hành. Lần trước thì bạn ngồi thi đấu thì bạn Hậu đứng bên cạnh cầm tay bạn, còn bây giờ bạn Hậu thi đấu bạn Hậu cầm tay bạn luôn. Không, anh Hậu là một người rất tình cảm. Không phải là tụi em thể hiện ra bên ngoài như vậy, đó là cuộc sống hàng ngày của tụi em đều như vậy. Search lyrics. Tụi em rất cố gắng để làm nhiều việc cùng với nhau để mình có cái trải nghiệm chung với nhau. Trong cái khoảng thời gian tụi em quen nhau cũng có những khoảng thời gian là mỗi người ở một nước trong thời gian cũng khá dài. Xong rồi sắp tới thì vì cái việc học của tụi em trên mỗi người cũng sẽ ở một nước khác nhau. Cho nên là cái thời gian mà cả hai ở cùng với nhau ở tại một vị trí không có được nhiều lắm, cho nên tụi em rất là trân trọng những cái khoảng thời gian mà mình có thể ở cùng nhau. Mỗi người làm một việc, nhưng mà em nghĩ cái việc mà mình ở cùng với nhau á, rồi thỉnh thoảng là quay sang cười với nhau, hoặc là kiểu chạm tay nhau, hoặc hỏi thăm vài câu vu vơ, hoặc là nói vài ba câu chuyện, em thấy cũng rất là vui rồi.